Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày 19 tây tháng 7 là ngày chủ nhật tại Hoa Kỳ và trong video này thì muốn đem đến cho các bạn một số những cái thông tin liên quan tới thị trường tài chính nói chung nhưng mà những thông tin này các bạn cũng cần phải lưu ý đến tại vì sẽ có sự ảnh hưởng đối với thị trường crypto và bắt đầu từ video này trở đi các bạn thấy là sau lưng thuận là có một cái đèn cái đèn đó bây giờ là màu vàng tại vì ngày hôm nay chúng ta thấy là thị trường crypto những đồng lớn là không có di chuyển phần lớn đi hàng ngang cho nên chúng ta sẽ để là đèn màu vàng nếu như mà tình hình thị trường là tăng trưởng chúng ta sẽ đổi thành là màu xanh lá cây và nếu như mà thị trường đi xuống thường sẽ đổi thành màu đỏ hôm nay thì thường có hai cái đề tài thường muốn chia sẻ với các bạn đầu tiên đó chính là liên quan tới tổng thống Donald Trump tổng thống Donald Trump không chấp nhận cái kết quả khảo sát của đài Fox cho thấy được là ứng cử viên Joe Biden đang dẫn đầu tổng thống Donald Trump và cái điều thứ nhì thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới quyết định của cục dự trữ liên bang liên quan tới lạm phát sẽ có một cái ảnh hưởng rất là lớn sau này. Chúng ta sẽ nói tới hai vấn đề này chi tiết hơn nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Một thông tin mà chúng ta nhận được hồi sáng này đó chính là Tổng thống Donald Trump đã có một cuộc phỏng vấn ở trên đài Fox News Có nghĩa là sáng Chủ nhật thì cái người phỏng vấn là Chris Wallace Chris Wallace đã chia sẻ với Tổng thống Donald Trump là cái kết quả khảo sát toàn quốc mới nhất của đài Fox News và kết quả khảo sát này là liên quan tới cái cuộc bầu cử năm 2020 và kết quả khảo sát này cho thấy được là ứng cử viên Joe Biden đang dẫn đầu là 8% và khi mà nói riêng về tình hình tài chính thì ứng cử viên Joe Biden vẫn đang dẫn đầu là 1% và khi mà hỏi tổng thống Donald Trump về cảm nghĩ của ông ta về cuộc khảo sát này thì tổng thống Donald Trump đã từ chối chấp nhận kết quả cuộc khảo sát này. Thì hồi sáng này tổng thống Donald Trump đã lên trên đài truyền hình Fox News để mà tham gia một cái cuộc phỏng vấn và cuộc phỏng vấn này là cuộc phỏng vấn bởi một phóng viên là Chris Wallace thì trong cuộc phỏng vấn này Chris Wallace đã chia sẻ với tổng thống Donald Trump về cái kết quả khảo sát toàn quốc của đài truyền Fox News cho thấy được là cho tới thời điểm bây giờ thì ứng cử viên Joe Biden đang dẫn đầu tổng thống Donald Trump 8% và khi mà nói riêng về tình hình tài chính thì Joe Biden đang dẫn đầu một 1% và tổng thống Donald Trump nói là ông ta không chấp nhận kết quả cuộc khảo sát này và ông ta chỉ nói là trước hết ông ta không có thua tại vì những tài liệu khảo sát này những cái tài liệu khảo sát giả và thứ nhì nữa ông ta nói là những tài liệu này đã giả từ năm 2016 và bây giờ là tiếp tục giả cái phản ứng của Tổng thống Donald Trump về cái kết quả khảo sát đưa ra từ những đài truyền hình cũng không gì gọi là lạ. Tại vì các bạn còn nên biết là khi mà Tổng thống Donald Trump ra ứng cử Tổng thống năm 2016 thì Tổng thống Donald Trump đã từng nói là không tin tưởng những cái kết quả khảo sát được đưa ra và cũng có lý do của ông ta tại vì các bạn thấy là kết quả khảo sát thời điểm đó mãi cho đến 1-2 ngày trước khi mà bầu cử Tổng thống thì vẫn cho là cơ hội trở thành tổng thống của Donald Trump rất là thấp nhưng mà cuối cùng các bạn thấy là tổng thống Donald Trump đã trở thành đương kim tổng thống vì lý do đó ông ta kể càng không tin tưởng vào những cái kết quả khảo sát đưa ra từ những đài truyền hình và ông ta thường cho là những đài truyền hình như là CNN và những đài truyền hình Fox News có nghĩa là những đài truyền hình rồi đưa ra những cái tin rác và các bạn thấy là một điều khác biệt ở đây là cái khảo sát này được đưa ra bởi đài truyền hình Fox News chứ không phải là được đưa ra bởi những đài truyền hình khác và đài Fox News là một đài truyền hình mà rất nghiêng về đảng Cộng Hòa, nghe đảng của Tổng thống Donald Trump Chúng ta sẽ không nói tới là cái kết quả khảo sát của đài Fox News là kết quả đó là đúng hay là sai, thật hay là giả Nhưng mà cái điều mình thường muốn các bạn lưu ý ở đây đó chính là Tổng thống Donald Trump thì ông ta là một người mà không coi trọng những kết quả khảo sát mà ông ta coi trọng về cái tình hình của nền kinh tế hơn Cho nên đặc biệt là ông ta rất coi trọng về các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ và tổng thống Donald Trump ông là một người mà đo lường cái độ thành công của mình dựa theo chỉ số chứng khoán thì Khi mà chúng ta nhìn vào cái chỉ số chứng khoán thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào chỉ số Nasdaq Thì trong vòng 3 tháng qua chỉ số Nasdaq làm ví dụ thì các bạn thấy là chỉ số Nasdaq đã liên tục phá định cũ lập đỉnh mới Nhưng mà cho tới khoảng chừng là hai tuần trước đây thì đã bị khẩn trở lại không tiếp tục tăng trưởng nữa và các bạn cũng đã thấy là trong vòng hai tuần qua thì tổng thống Donald Trump và ngay cả một số những nghị viên uh, của đảng cộng hòa cũng đã đưa ra một số những lời phát biểu là ủng hộ có thêm một cái gói hỗ trợ kế tiếp ủng hộ đem tiền đến cho người dân trực tiếp thêm một lần nữa và điều này bắt đầu xảy ra khi mà chúng ta thấy là chứng khoán đã có cái dấu hiệu là ngừng lại và không tiếp tục tăng trưởng tại vì một trong những điều mà thường nghĩ tổng thống Donald Trump rất quan tâm đến là tình hình kế tiếp của chứng khoán như thế nào nếu như mà chúng ta có cái dấu hiệu hay là có cơ hội đi xuống thì tôi nghĩ tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra những quyết định là làm sao để là đưa tiền đến cho người dân làm sao để mà tiếp tục châm tiền vào trong thị trường để cho chứng khoán không đi xuống mà chỉ đi lên tại vì tổng thống Trump rất là quan tâm đến sự thành công của thị chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là đối với cái gói hỗ trợ kế tiếp, các bạn cũng đã biết đây là một cái yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng tới nền kinh tế trong thời gian tới đây. Thì những mà nào mà đang trông chờ tin tức hay là trông chờ tình hình của gói hỗ trợ kế tiếp thì một trong những cái yếu tố các bạn cần quan tâm đến là cổ phiếu hoa kỳ sẽ tăng hay là giảm trong thời gian tới đây tại vì nếu như mà các chỉ số chứng khoán hoa kỳ mà đi xuống thì sẽ là một cái động lực để cho tổng thống donald trump cũng như là đảng cộng hòa có thêm nhiều động lực để mà thông qua có giải kế tiếp khi nào và bao nhiêu là sẽ dựa rất nhiều về tình hình của kinh tế của hoa kỳ nhất là chúng ta nói tới cái chỉ số của chứng khoán và nếu như mà ngược lại chứng khoán có sự tăng trưởng thì nghĩ là làm cho cái việc đàm phán liên quan tới gói hỗ trợ kế tiếp sẽ bị trì hoãn tại vì đối với tổng thống Donald Trump thì ông cho rằng là những cái gói hỗ trợ là dùng để mà hỗ trợ thị trường tài chính nếu như mà thị trường tài chính không cần hỗ trợ tại vì chứng khoán vẫn tiếp tục tăng lên thì không có lý do gì cần phải gấp rút đưa ra một gói hỗ trợ thậm chí là có thể không cần một gói hỗ trợ kế tiếp tài liệu kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới phần trăm lạm phát đây là một cái thuyết được chia sẻ bởi Cục Dự Liên bang ở New York, New York Fed. Thì trong cái thuyết này, các bạn thấy là có một cái biểu đồ. Biểu đồ này cho chúng ta thấy được là phần trăm lạm phát hiện bây giờ rất là thấp. Thấp đến nỗi mà chứng đoán chỉ có 1,1%. Và các bạn cũng nên biết là 2% là cái phần trăm lạm phát căn bản coi như là tốt của Hoa Kỳ. Có nghĩa là nếu như mà lạm phát mà 2% hay là dưới 2% thì coi như là một cái phần trăm lạm phát có thể quản lý được rất là tốt cho cái sự phát triển của nền kinh tế. Và bây giờ chỉ có 1,1%, cho nên New York Fed cho đây là một cái thông tin rất là tốt. Và vì lý do đó, chúng ta lại nhận được một số những thông tin khác liên quan tới cục dự trữ liên bang. Và thuận cảm thấy được là những cái thông tin này sẽ có cái sự ảnh hưởng lâu dài. Để hiểu rõ hơn thì cục dự trữ liên bang nghĩa là Fed xưa nay là Fed đi theo một lý thuyết để mà quản lý phần trăm làm phát, đó chính là lý thuyết Phillips Curve thì để hiểu rõ hơn là Phillips curve là một lý thuyết như thế nào thì các bạn hãy nhìn vào cái định nghĩa của Phillips curve thì đây là một cái định nghĩa là cái sự tương quan giữa phần trăm lạm phát với lại cái phần trăm thất nghiệp là tương quan âm có nghĩa là sao có nghĩa là khi mà nền kinh tế tốt nền kinh tế đang phát triển thì người dân sẽ không bị thất nghiệp phần trăm thất nghiệp sẽ bị giảm xuống và khi mà nền kinh tế phát triển thì sẽ dẫn đến một cái việc đó chính là cái phần trăm lạm phát tăng lên đây cũng là lý do tại sao mà các bạn thấy được là những nước mà đang phát triển thì tình hình thất nghiệp sẽ bị giảm xuống nhưng mà ngược lại phần trăm lạm phát sẽ tăng lên đó cũng là lý do tại sao mà trong những cái quốc gia mà đang phát triển thì các bạn có thể gửi tiền trong ngân hàng mà lấy lãi số nhiều được tại vì phần trăm lạm phát lại đang rất cao và đây là một trong những điều mà dẫn đến sự phát triển của một nền kinh tế và điều ngược lại cũng chính xác ở trong Philip Curve này có nghĩa là nếu như mà phần trăm từ người thất nghiệp tăng lên trong nghĩa là nền kinh tế không tốt thì lúc đó phần trăm lạm phát sẽ đi xuống đây là điều mà đã được nói tới bởi Phillips Curve và một điều mà Fed tin tưởng từ bấy lâu nay nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái tình hình năm 2008 thì nhìn lại Fed cho thấy được là cái quyết định mà tăng lãi suất đã là một cái quyết định uh, quá sớm. Tại sao? Tại vì khi chúng ta nói tới uh, tăng lãi suất thì Fed có thể là quản lý phần trăm lãi suất của Fed đưa ra và quản lý phần trăm lãi suất cũng đồng nghĩa là có thể là siết chặt cái nguồn tiền hay là mở rộng cho nguồn tiền tung vào trong thị trường cũng đồng nghĩa là ảnh hưởng trực tiếp đối với phần trăm lạm phát. Thì tình hình của năm 2008 lúc đó là khi mà khủng hoảng tài chính xảy ra thì Fed cũng tương tự như là thời điểm bây giờ đã đưa ra một số những quyết định như là giảm lãi suất sau đó tìm cách đi mà bơm tiền vào trong thị trường tín dụng để cho thị trường tín dụng không bị sụp đổ. Và sau đó thì tình hình đã từ từ đỡ hơn sau khi mà nền kinh tế từ từ hồi phục lại Năm 2010, năm 2011 Thì lúc đó các bạn thấy là khi mà thị trường uh, tài chính hồi phục lại Thì người thất nghiệp đã từ từ giảm đi, phần trăm thất nghiệp đã giảm xuống Người dân bắt đầu có công an việc làm trở lại Và dựa theo lý thuyết của Phillips Curves Thì khi mà thị trường tài chính hồi phục trở lại sẽ dẫn đến một việc là phần trăm lạm phát sẽ tăng lên vì lý do đó Fed dựa theo lý thuyết này ở thời điểm đó họ đã đưa ra quyết định là bắt đầu từ từ tăng lãi suất lên và điều này đã khiến cho cái nền kinh tế bị khẩn cho lại và cuối cùng vào năm 2018 Fed lại phải đưa quyết định là giảm lãi suất xuống một lần nữa để cho thị trường không có tiếp tục đi hàng ngang và đây là một trong những cái điều mà Fed nhìn lại cảm thấy được là cái lý thuyết Philip Curve này cũng không chính xác lắm tại vì ở cái thời điểm mà kinh tế bắt đầu hồi phục lại vào năm 2012 thì lúc đó người thất nghiệp phần trăm đi xuống thị trường tài chính hồi phục lại nền kinh tế hồi phục lại nhưng mà lạm phát vẫn không có xảy ra cho nên Fed bây giờ là đang suy nghĩ họ bây giờ là đang có nhiều cái nghi vấn là cái lý thuyết Phillips Curve này có thực sự là hợp lý hay là không tại vì nếu như mà không hợp lý thì không có lý do gì mà Fed lại phải uh, không tiếp tục tung tiền ra trong thị trường hiện tại không tiếp tục giữ lại sức thấp tại vì trong tình hình này fed cho thấy được là sau khi mà chúng ta nhận được một số những thông tin tốt liên quan tới là phần trăm người thất nghiệp tiếp tục đi xuống nhưng mà fed nói là chúng ta sẽ không nhìn riêng về tình hình thất nghiệp tại vì cho thấy được trong lịch sử là thất nghiệp đi xuống cũng không có nghĩa là lạm phát tăng lên cho nên bây giờ fed muốn bãi bỏ cái hai phần trăm làm phát đó bây giờ Fed không có đi theo cái lý thuyết Philip Kerr nữa có nghĩa là cho dù là phần trăm thất nghiệp giảm xuống tới cái mức mà trước khi mà có dịch bệnh xảy ra thì Fed cũng không có tăng lãi suất lên đây là một điều mà hoàn toàn khác so với cái đề chỉ có 3 tháng các bạn cũng đã nhớ là mỗi lần mà chủ tịch của Fed Powell. mỗi lần mà ông ta phát biểu là ông ta luôn là gắn liền với những cái hoạt động của fed đối với tình hình kinh tế và đặc biệt là đối với cái sự hồi phục của cái thị trường việc làm có nghĩa là ông ta nói là những cái nỗ lực của fed sẽ tiếp tục và không từ bỏ cho đến khi nào mà việc làm phần trăm người thất nghiệp giảm xuống tới cái mức mà như là trước khi mà dịch bệnh xảy ra nhưng mà những cái lời nói bây giờ của nhiều cái người đứng đầu của nhiều chi nhánh phép khác nhau thì cho là chúng ta không cần phải kết nối cái phần trăm lạm phát với lại thất nghiệp nữa chúng ta cứ để lạm phát tăng lên không có vấn đề gì hết tại vì nhiều người bây giờ cho là hai phần trăm lạm phát nếu như mà chúng ta cứ quản lý với cái mức đó thì nền kinh tế không tiếp tục phát triển được bây giờ thì cứ để lạm phát cứ tăng lên đi, tăng tới khi nào mà qua khỏi 2% thì lúc đó uh, sẽ siết chặt lại cái nguồn tiền tung vào trong thị trường để mà làm giảm đi cái phần trăm lạm phát. Đó là cái ý kiến của một số những người lãnh đạo ở cục dự liên bang hiện tại. Và điều mà tôi muốn nói với các bạn là chúng ta đã bắt đầu bước vào một cái thời kỳ thử nghiệm, có nghĩa là chưa bao giờ mà chúng ta uh, thử nghiệm ở Hoa Kỳ cho phần trăm lạm phát cứ tăng lên mà không kiểm soát. Có nghĩa là Trước đây thì Fed kiểm tra phần trăm lạm phát thông qua cái lý thuyết Philip Curse thông mới vì chia sẻ với các bạn là họ đo lường là khi nào cần tung tiền vào trong thị trường, khi nào cần siết chặt nguồn tiền vào trong thị trường để mà quản lý phần trăm lạm phát dựa theo những cái chuẩn đoán lạm phát thông qua cái lý thuyết Philip Curse này. Bây giờ thì một số những cái nhà lãnh đạo Fed nói là chúng ta không cần quan tâm đến nữa. Có nghĩa là bây giờ Fed không còn chuẩn đoán lạm phát nữa và đi theo một cái tiến đường mới có nghĩa là cứ để lạm phát tăng lên lúc đó chúng ta sẽ đo lường phần trăm lạm phát với lại sự thành công của nền kinh tế như thế nào và nếu như lạm phát tăng lên quá hai phần trăm thì lúc đó mới đưa ra những quyết định là sẽ làm gì để mà quản lý phần trăm lạm phát chứ không cần phải tính trước cho nên các bạn thấy được là đây là cái bước đầu tiên mà nếu như mà không khéo khi mà phần trăm lạm phát thực sự xảy ra thì các bạn cũng đã biết là nó sẽ đi rất là nhanh chứ không phải là nó đi từ 2% tới 2,1, 2,2% có thể là từ 2% lên 5%, lên 10% một cách mà các bạn không thể nào quản lý được nhanh chóng tại vì lạm phát khi mà đã cho nó tăng trưởng thì nó sẽ tăng trưởng rất là nhanh và lý do tại sao mà chúng ta thấy phần trăm lạm phát không tăng trưởng mặc dù là cái số tiền in ra rất là nhiều chúng ta cũng đã nói tới là hết cái hỗ trợ này tới cái hỗ trợ kia hết cái số tiền này tới cái số tiền kia fed tiếp tục bơm vào trong thị trường thì phần trăm lạm phát vẫn chưa có tại vì bây giờ người dân các bạn cũng đang thấy là cũng như là những nhà đầu tư người dân không biết được là tình hình cứ tiếp như thế nào như là cali các bạn thấy là sau khi mở cửa trở lại bây giờ một số doanh nghiệp là phải đóng cửa trở lại cho nên người dân bây giờ là họ rất là lo lắng về cái tương lai tài chính của họ họ không muốn sử dụng tiền bây giờ họ muốn lưu trữ tiền cho nên cái số lượng tiền mà đang nằm ở trong những ngân hàng như là thường đã chia sẻ cách đây không lâu ngày 24 tháng 6 là cái số lượng tiền nằm trong ngân hàng đã lên tới 2.000 tỷ đô la cao nhất từ trước tới bây giờ cái số tiền này là nằm trong những cái chương mục của ngân hàng mà chưa được sử dụng nhưng mà tới một mức nào đó khi mà kinh tế hồi phục trở lại khi chúng ta có vaccine mà mọi người cảm thấy an toàn hơn và an tâm hơn về tình hình tài chính của mình thì lúc đó những người dân họ mới sử dụng tiền của mình trong ngân hàng để mà đi mua sắm để mà thúc đẩy sự phát triển của thị trường và lúc đó các bạn thấy được là cái số lượng tiền lớn này sẽ được đẩy vào trong thị trường hàng hóa được đẩy vào trong thị trường dịch vụ khiến cho lạm phát tăng lên tại vì cái nguồn cung cũng như vậy nhưng mà nguồn cầu lại tăng lên thì lúc đó chúng ta mới thực sự biết được là phần trăm lạm phát là bao nhiêu và đây là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và nếu như các bạn muốn theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là Facebook, Telegram và Twitter hay là các bạn là một trader, các bạn đang tìm hiểu những sàn giao dịch trong thị trường crypto Thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch nào Các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới Để tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital Như là các bạn có thể à, tìm những ưu đãi của sàn NAPX Là một sàn margin Hay là sàn Bybit cũng là một sàn margin Hay là sàn Binance, sàn Coinbase Tất cả những cái thông tin sẽ nằm ở phía dưới video này Và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn